Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay là em có một cái buổi là đi lắp cái đèn thực tế cho nhà chú ở gần nhà. Đấy thì tiện đây quay một cái video để hướng dẫn anh chị cũng như là cho anh chị chia sẻ về cái cách lắp đặt cũng như là sử dụng một cái mẫu đèn và cách chúng ta làm sao mà chọn được cái mẫu đèn nào nó phù hợp với cái vị trí lắp. Thì nhà chú này thì năm ngoái là có lắp ở bên em một cái đèn bàn chải trước. Đấy thì qua một năm sử dụng thì thấy chiếc đèn nó vẫn sáng ok và rất là tốt. Đấy thì hôm nay thì chú ấy vừa mới xây xong một cái khu mái ở đây này, cái khu bàn cho uống nước này, thì chú đang muốn làm một cái đèn năng lượng đấy để lắp vào trong cái khu ngồi chơi này, uống nước này, thì khi mà buổi tối thì nó sẽ tự động sáng lên đấy, để nó tiện hơn và mình không phải sử dụng điện lưới. Đấy thì hôm nay sẽ quay trực tiếp và chia sẻ với mọi người cái cách để chúng ta lựa chọn các cái mẫu đèn làm sao lắp cho nó phù hợp với từng vị trí. Thế thì với những cái vị trí mà lắp vào trong cái mái này thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái dòng đèn mà nó có cái dây nối dài tầm khoảng 5 mét thì nó sẽ phù hợp. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn 3 phương án. Một là đèn ốp trần, hai là đèn pha và ba là đèn chống lóa. Thế thì anh chị có thể lại gần đây một chút thì em sẽ chia sẻ cho anh chị. Thì đầu tiên là chúng ta có thể quan sát với những cái vị trí mà có cái mái như thế này. Đấy thì chúng ta có thể lựa chọn phương án là đèn ốp trần đấy, hoặc là đèn pha chống lóa. Thì lắp ở vị trí nhỏ như thế này thì nó sẽ rất là thích và nó không bị chói mắt anh chị ạ. Và khi mà chúng ta quan sát lên trên phía mái này thì chúng ta có thể nhìn này, thì vị trí mái này hoàn toàn có thể đón được nắng rất là bình thường. Thì chúng ta sẽ lắp cái tấm pin ở trên cái vị trí mái này. Đấy thì hôm nay em đã lựa chọn một cái mẫu đèn là đèn ốp trần anh chị ạ. Đấy thì khi mà chúng ta lắp cái mẫu đèn ốp trần vào cái vị trí mà như cái mái này thì nó sẽ tỏa rất là rộng và dùng nó sẽ không bị chói mắt. Thì ban đầu thì định là lắp ở chỗ giữa này, thế nhưng chú bảo là có phương án là lắp quạt ở giữa này, nên là em sẽ đổi sang lắp vào rìa này một chút thì nó cũng vẫn sáng là rất là vô tư và bình thường. Thì đây là một bộ đèn ốp trần 400W. Đấy thì là đi kèm với một cái tấm pin năng lượng. Đây thì là cái tấm pin này là có kích thước là 35 x 70. Đấy thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu sạc cho đèn 400. Và bây giờ em sẽ bắt đầu thi công để lắp đặt nhé. Đầu tiên thì với cái vị trí mà cái mái tròn như thế này thì anh chị đầu tiên muốn lắp được tấm pin thì chúng ta sẽ phải xác định hướng trước nhé. Thì xác định hướng thì chúng ta hãy chọn là quay cái tấm pin về hướng nam. Đấy thì khi mà quay hướng nam thì cái độ chiếu nắng và cái độ mà sạc cho đèn sẽ hiệu quả tối ưu nhất. Đấy thì chúng ta có thể sử dụng la bàn trên điện thoại anh chị ạ. Đây em sẽ vào chỗ này nó sẽ hơi tối một chút thì nhìn nó dễ hơn. Đây anh chị có thể quan sát đây, đây là hướng đông này. Đấy, đây là hướng nam. Vị trí là chúng ta sẽ phải quay nó check hơi ra cổng một chút. Đấy, anh chị có thể thì chúng đúng là cái hướng mà có cái chỗ cái thang lên ấy thì nó sẽ là hướng nam. Thì chúng ta sẽ xác định đầu tiên là hướng là bằng cái la bàn trên điện thoại trước. Đấy, trời nó hơi nắng quá nên là không quay được. Anh chị sẽ lắp cái tấm pin nó ở cái ngay có trên vị trí này nhá. Đấy, vị trí này. Thì tí em sẽ lắp lên. Đấy. Đây là bạn ấy đang chuẩn bị cái dụng cụ để chuẩn bị lắp cái tấm pin. Đấy, thế còn đèn thì em sẽ có cái phương án lắp ở cái chỗ ngay cái chỗ phần hai cái thanh này. Đấy, để chúng nó chiếu góc chéo ra đây thì nó sẽ sáng được đều và rõ hơn về cái này. Thì với cái đèn ốp trần này thì mọi người có thể quan sát là nó sẽ đằng sau này nó sẽ có những cái lỗ này. Đấy, những cái lỗ này nó sẵn rồi để nó bắt vít. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng cái con vít, các cái con vít mũi sắt đấy, hoặc là ví dụ như trong cái túi này. Đấy, chúng ta có thể sử dụng con này để bắt lên những cái vị trí sắt như thế này. Đấy, thì nó sẽ rất là dễ. Đây các anh chị nhé, sau mà khi mà em lắp đặt xong thì cái đèn nó sẽ như thế này. Thì anh chị ví dụ những cái vị trí như này thì chúng ta chỉ cần hai con vít bắt vào hai cái thanh sắt kia là rất là chắc chắn rồi. Vì cái đèn này nó thiết kế là ốp trần nên là nó cũng khá là nhẹ. Đấy, và dây thì chúng ta luồn đây. Đấy, và em đã mắc cái tấm pin lên trên trên mái anh chị ạ. Đây, quay cho mọi người xem. Đấy, tấm pin chúng ta sẽ quay và để hướng nam nó như thế này. Có thể là vị trí này nó hơi khó một chút, em sẽ zoom cho anh chị nhìn. Đấy. Cái vị trí này thì nó có một cái trụ ở trên đỉnh ấy, nên là em sẽ khoảng cái đá đỡ lên trên và để như thế này là ok rồi. Đấy, quay hướng nam thì nắng nó sẽ được rất là nhiều. Đấy, và dây chúng ta luồn đi xuống dưới này. Đấy, chiếc đèn được lắp ở chỗ góc kia thì khi mà chiếu sáng thì chúng ta sẽ có thể ngồi uống nước ở đây là thoải mái nhé. Đấy. Buổi tối thì em sẽ quay lại cho mọi người xem một chút về cái ánh sáng của chiếc đèn này, xem là nó như thế nào. Hôm trước thì mình có lắp cho nhà chú cái đèn ốp trần ấy, thì lúc đấy là ban ngày, thì mình có hẹn mọi người là đến buổi tối thì mình sẽ quay lại để mình quay ánh sáng trực tiếp cho mọi người xem. Thì bây giờ mình sẽ vào đây mình kiểm tra ánh sáng cho mọi người nhìn nhá. Bây giờ mọi người nhìn chỗ này khung cảnh rất là tối này, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bật đèn lên cho mọi người nhìn này.
Đấy, mọi người có thể nhìn đây là ánh sáng trực tiếp của chiếc đèn ốp trần 400W. Đấy, lắp cho cái không gian là uống nước. Khi mà chúng ta ngồi đây uống nước hoặc là chơi thì nó rất là sáng và cảm giác không kém gì đèn điện chị ạ, mà ngược lại là nó lại có cái ánh sáng rất là dịu mắt, nó dùng rất là thích, không bị chói. Đây mọi người có thể nhìn đây, đây mọi thứ đều rất là rõ ràng và chúng ta dùng thoải mái anh chị ạ. Mà cái đèn này thì lại dùng hoàn toàn bằng năng lượng điện mặt trời và không tốn tiền điện. Với cái chiếc đèn ốp trần này thì mình cũng sẽ tiện đây thì cho mọi người xem nó có một số cái chế độ. Ví dụ như là chúng ta có thể tăng giảm ánh sáng này. Đây mình sẽ chỉnh ánh sáng giảm, mọi người có thể nhìn này. Đấy. Với cái ánh sáng mà nó giảm đi như thế này thì chắc chắn là thời gian sáng nó sẽ lâu hơn. Đấy, nhưng mà thực ra thì cái đèn này cũng không cần thiết, bởi vì là với cái công suất và cái cấu hình pin thì nó cũng thoải mái sử dụng trong một đêm. Đấy, với cái mức sáng này mạnh nhất như thế này. Đấy anh chị ạ. Đây là ánh sáng thực tế, mọi người có thể nhìn. Đấy. Xung quanh cái này nó cũng đã loe cả ánh sáng ra và nó cũng rất là sáng cả xung quanh luôn. Không những sáng ở đây mà sáng cả xung quanh này luôn. Đấy. Mọi người có thể nhìn đây ánh sáng trực tiếp. Chúng ta mà gia đình mà có những cái lán hoặc những cái chòi như thế này, lắp cái mẫu này là cực kỳ sáng và cực kỳ thích hợp anh chị ạ.